Các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo nhận cái LFT cực kỳ là ngon nhé, đến từ cái dự án Babu. Thì cái dự án này thì nó cho chúng ta làm cái nhiệm vụ airdrop và sẽ có 1.000 ví nhận ngẫu nhiên một LFT xấp xỉ 100 đô. Và nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta vào bắt đầu từ ngày 17 tháng 5. Nếu như bạn anh em nào mà làm cái kèo này mà trúng vào cái kèo này thì cực kỳ là thơm nhé. Rồi ok, thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ airdrop này. Thì các bạn bấm nút Start. Rồi tiếp theo các bạn làm cái phép tính ở đây, sau đó thì các bạn điền kết quả, các bạn bấm Continue. Rồi tiếp theo thì ở đây chúng ta có các cái nhiệm vụ. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Ở đây thì các bạn có thể comment vào nhóm. Rồi các bạn back lại, chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Rồi các bạn quay trở lại, chúng ta follow Twitter. Ở đây các bạn bấm theo dõi cho mình. Rồi tiếp theo các bạn bấm team, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi các bạn quay trở lại bot. Rồi chúng ta sẽ join vào nhóm Discord. Ở đây các bạn bấm chấp nhận lời mời nhé. Rồi các bạn chọn quốc gia. Cái này các bạn có thể chọn hoặc không cũng được nhé. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký, chúng ta sẽ truy cập vào trang web chúng ta tham quan. Thì cái này nó chỉ yêu cầu chúng ta tham quan cái trang web của dự án thôi. Các bạn có thể truy cập vào trang của cái dự án này thì các bạn tìm hiểu những cái thông tin ở đây. Thì cái này thì các bạn có thể kết nối ví ở đây. Thì cái này thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Chương trình iRope này. Rồi mình sẽ quay trở lại trang nhiệm vụ, chúng ta làm các cái nhiệm vụ tiếp theo. Rồi ở đây thì các bạn bấm vào đô cho mình. Các bạn nhấn đô tiếp. Rồi ở đây nó yêu cầu chúng ta gửi cái username Twitter nhé. Thì các bạn gửi cái username vào đây. Mà để lấy được cái username thì các bạn khởi động lại cho mình cái app Twitter. Các bạn khởi động lại cái app Twitter, các bạn bấm vào avatar này. Các bạn bấm vào cái phần hồ sơ này. Các bạn sẽ thấy cái username của bạn ở đây, của mình như này. Thì mình sẽ copy vào A còng này. Rồi. Tiếp theo họ hỏi mình đã join vào nhóm Discord chưa? Mình tham gia rồi. Và mình truy cập vào trang web tham quan chưa? Mình tham gia rồi thì bấm đô nhé. Rồi tiếp theo các bạn bấm đô cho mình. Rồi ở đây yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví BSC BEP20. Thì các bạn có thể lấy ở cái địa chỉ ở cái đồng BNB ở trên cái ví Chuponet hoặc Metamask. Và các bạn lưu ý cho mình là các bạn không lấy địa chỉ ở trên các cái sàn tiền ảo nhé. Trên ví chút quay nét các bạn chọn cho mình cái đồng BNB này này, các bạn bấm nhận. Rồi ở đây các bạn kích vào phần sao chép, chúng ta sao chép cái địa chỉ ví. Rồi các bạn quay trở lại bot Telegram, các bạn gửi vào cho mình. Nhiệm vụ của chúng ta như vậy đã xong nhé. Đây là toàn bộ cái thông tin của chúng ta. Thì bạn tham gia nhiệm vụ của bạn sẽ nhận được miễn phí ngẫu nhiên một NFT. Nếu như các bạn trúng vào cái kèo này thì bạn sẽ nhận được một NFT này xấp xỉ 100 đô, cực kỳ là ngon nhé. Và đây là một cái dự án uy tín chất lượng, và khi mà các bạn nhận được thì các bạn có thể bán được luôn. Rồi thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè để các bạn có cơ hội trúng vào cái kèo này nhiều hơn. Thì cái kèo này nó là cái kèo nhận ngẫu nhiên và nó sẽ có top 100 giới thiệu nhiều nhất thì cũng sẽ nhận được một NFT nhé. Ở đây nó ghi rất là rõ cái cơ chế mà ăn chia cái phần thưởng. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo iRope từ cái dự án Abu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.